Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang năm 2022 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng năm 2022. Về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hạn sao chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. 1. Tổng quan về tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng năm 2022 Nhâm Dần. Nữ mạng sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý, tức tuổi con chuột. Thường gọi là Úc Thượng Chi Thử, tức chuột nóc nhà. Mệnh kim hải trung kim nghĩa là vàng trong biển. Mệnh kim gặp năm 2022 mệnh kim bạch kim, kim bình hòa kim, bình thường. Địa chi, Tý gặp Dần, bình thường. Thiên can, Giáp gặp Nhâm, bình thường. Sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức, Cát Tinh gặp nhiều may mắn. Vận hạn, hạn tam kheo, hạn sức khỏe, chân tay nhức mỏi. Vận niên, chư phùng hỏa. Thái tuế năm 2022. Không phạm hạn thái tuế. Tam tai năm 2022. Phạm tam tai năm thứ nhất. Tuổi kim lâu năm 2022. Phạm kim lâu thê. Hạn hoang ốc năm 2022. Phạm hoang ốc lục hoang ốc. Hai. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng. Sao Mộc Đức là một phước tinh thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn, dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn. Một số tác động thường gặp đối với người có sao Mộc Đức chiếu mệnh. Quý nhân trợ mệnh, có thể gặp người tốt chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, kinh doanh được ví như, vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt, tối tăm. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp cần thận trọng, đề phòng thất bại. Hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Có bạn bè mới. Có cơ hội thăng quan tiến chức. Công việc bình an sinh tài sinh lợi. Đối với việc học tập của một số người thì năm này đánh dấu một mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình, thường gặp thầy giỏi, bạn tốt, giúp đỡ trong học tập và giành được thành tích cao. Đề phòng thương tật ở mắt. Gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt. Gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thuận lợi là thế nhưng khi có sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh, đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Ba. Vận hạn năm 2022 của tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, người gặp hạn tam kheo nên chú ý các bệnh về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân xương khớp. Người xưa dùng câu, tam kheo thống nhãn thương thủ túc, để mô tả tất cả những việc mà những người gặp hạn tam kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Về sức khỏe, những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Theo thầy Tử Vi, những tuổi gặp năm hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị, một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người. Tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc. Nếu không, rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Những cách giải hạn tam kheo có thể kể đến như sau. Thứ nhất, nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc lương thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói,
Đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng cũng như mọi loại hạn nói chung. Thứ hai, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực, nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Những bạn làm công việc liên quan đến cơ khí, hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn, thì cần nghỉ ngơi phù hợp. Thứ ba, vận dụng cách giải hạn tam kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, nên vận động, thể dục thể thao để có sức khỏe tốt. Thứ tư, đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt. Không nên chấp vặt, thù dai, để bụng để tinh thần chất chứa những điều không vui. Hãy coi như họ nói đùa mà thôi. Bốn, vận niên năm 2022 của tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng. Chư phùng hỏa là hình tượng lợn bị gặp lửa, lợn quay. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất, bản mệnh làm nhiều vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao. Bản mệnh giúp đỡ người khác thì lại gặp cảnh làm ơn nên oán, vì vậy chi bằng bạn nên thủ thường an phận cho xong vậy, dù có thời cơ cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm. Trong năm gặp vận niên chư phùng hỏa, bản mệnh nên chỉ làm công ăn lương, ngoài ra cần giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận. Đường công danh trong năm này bản mệnh phải nhờ người giúp đỡ mới nên. Đường tình duyên của bản mệnh không có gì thay đổi lớn, về cuối năm sẽ tốt. Chuyện tình cảm năm nay rất tốt, đối với người có gia đình thì năm nay sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã nữa. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu. Đối với người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Năm. Tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Theo tử vi ngày nay, trong năm 2022, có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm thái tuế. Trong năm 2022 thì tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng không phạm hạn thái tuế. Sáu. Tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai, chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3. Còn tai, nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Bản mệnh tuổi Thân Tý Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần Mão Thìn. Bản mệnh tuổi Dần Ngọ Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân Dậu Tuất. Bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu. Bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Giáp Tý, theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Canh Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn, Nhâm Dần, Quý Mão, Giáp Thìn, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn. Như vậy trong năm 2022, tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng phạm hạn tam tai năm thứ nhất. 7. Tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn Kim Lâu có 4 dạng đó là Kim Lâu Thân, là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam phạm tuổi người nam khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bản sản, có nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1, 3, 6, 8 thì Kim Lâu. Tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm Kim Lâu, cụ thể dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử,
Dư tám phạm kim lâu lục xúc, ngoại trừ 8 tuổi không phạm kim lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng là 39 tuổi phạm tuổi kim lâu, kim lâu thê. Năm này bản mệnh không nên kết hôn hay làm nhà nếu không ảnh hưởng xấu đến bản thân. Tám. Tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà. Thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở, khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt, 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay kiết cũng vậy tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi, nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài. Tam địa sát xấu tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật tam sát nhơn do giai đắc mệnh. Tứ tấn tài tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử xấu tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân phòng tử biệt. Lục hoang ốc xấu tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được lục ốc tạo ra bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục, cộng, chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy trong năm 2022, tuổi Giáp Tý 1984 nữ mạng là 39 tuổi âm phạm hạn tuổi hoang ốc lục hoang ốc. Năm này bản mệnh không hợp tuổi xây nhà, nên tránh làm hay sửa nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.